Dạ vâng, hello, xin chào mọi người lại đến với video trên kênh Sơn Muộn TV của mình trong buổi sáng ngày hôm nay mọi người nhé. Và hiện tại mình lại đang có mặt ở khu vực Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang, và hôm nay phố chợ Tân Sơn đây. Và hôm nay ngày 8 tháng 7 2022, hôm nay ngày 10 tháng 6 âm lịch mọi người nhé. Và hôm nay mình có mặt ở đây, mình chia sẻ cho bà con cùng biết, cùng với mọi người cùng biết về giá cả vải thiều, về thời điểm này thì giá như thế nào mọi người nhé. Mình quay ở khu vực này, ở khu vực ngoài đường lớn thôi, đường quốc lộ 279 đi lại thôi. Cũng có nhiều các điểm cân đi vào trong ngõ, trong xóm cân, người ta cân hàng Trung Quốc, người ta cân đến 14-15 nghìn. Không biết là ở ngoài này không có điểm nào cân cao như vậy không. Và mọi người đến với video trên kênh Sơn Muộn TV của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, cũng như là để cập nhật những cái video mới về giá vải thiều cũng như về cuộc sống hàng ngày. Đây là cái đường này có khá nhiều bà con sang bán này, đây có cái ngầm qua đây này. Đây vải đẹp đẹp thì mình xem, cái người mua rất là nhiều mọi người ạ. Để mình xem người ta trả giá cho những sọt vải xem nào đấy. Đây có hàng to to bên này, mình sang mình xem chia sẻ cho mọi người cùng xem mọi người nhé. Và vải thiều thì chỉ có ở khu vực vùng cao đây thì Xuân Sơn là vải bán muộn nhất, rồi như so với các xã của huyện Lục Ngạn. Cái này bác bán được bao nhiêu bác? 14 à? Vâng, bác bán 14 à. Vâng, giá 14 nghìn. Em à? Ờ. Mình xem những người ta trả giá ở khu vực bên cổng lên này, rất nhiều người mua này. Còn giá thì mình vừa thấy bác ấy bán 14.000 vải to to. Đây một sọt vải thôi, rất nhiều người xem người nhá, giá vải thì lên hơn so với vừa rồi được khoảng mấy giá rồi. Bán bao nhiêu rồi bác? 13. 13.000. Vâng, giá vải đây thì người ta mua 13-14.000 rồi. Ở đây thì có mỗi cái đường này xa vải là ra nhiều thôi. Mình đứng ở đây một chút để xem mọi người mua bán như thế nào đấy. Vừa đấy mình cũng đi vào trong ngõ trong kia để thấy người ta. Đang giá 11 đấy. Ở đây có khá nhiều con ra mà cũng có người mua rất là đông mọi người nhá. Xem nào, người gần như là tranh nhau vải này. Ôi, vải bán tươi tươi thế. Đây gần như là tranh nhau mua vải rồi. Ôi, sọt. Vâng, vải thiều thì ở các xã vùng dưới thì cơ bản là gần hết rồi mọi người nhá. Bây giờ chỉ còn ở các xã như vùng cao Phong Vân, Tân Sơn thì còn nhiều. Tân Sơn thì chỉ là bán muộn nhất rồi. Vải trên này thì thường thường là vẫn bán sau so với ở các xã vùng dưới. Lên lấy xem anh này bán bao nhiêu đây.
của mình thì bán được mười mấy rồi anh? Đi đấy. Mười ba. Đi đi. Lên. Ê, vải tránh nhau này. Ôi dồi, vải đẹp, vải to đẹp này. Mình xem người ta trả giá được sòn là bao nhiêu đây. Chỉ giá cho 14.000 mọi người nhé. Bao nhiêu chưa bán đây? 12 chưa bán đây. Vâng, và chỉ có mỗi cái đường này là ra nhiều thôi mọi người nhé. Ở quanh quanh đây thì vì các đầu đằng kia người ta cũng mua nhiều rồi. Thế là mình thử xem cái sọt ở đây này. Bà bác à? Này bác, bán bao nhiêu cái sọt này? 14 à? Bác là lần nào? Đáp, cô đáp đi đường này ra. Bác còn nhiều không? Thế khoảng 5 tấn thôi. Thế ngon rồi. Giá vải mười mấy nghìn cũng được. Bán ở nhà một số hộ. Ừ. Bán xe nhà. Năm xe nhà nó còn nhiều. Còn đây bác bán đến 14 nghìn mọi người nhé. Vải 14 nghìn. Bán ở nhà một số. Ừ. Thế người ta mua hàng hoa mọi người nhé. Hàng hoa người ta phải chọn. Vâng đây, phải một lúc càng lúc càng nhiều mọi người nhà đây này. Người mình xem chị gái này, chị bao nhiêu chưa bán chị gái. Vâng, chỉ có mỗi cái chỗ này là nhiều vải này, mọi người xem nào. Xe nào ra là người ta gần như là tranh nhau mua sọt đấy, nhưng mà giá hiện tại mình chỉ thấy có 14.000 thôi. Những người mua rất nhiều. Quả to thế nhỉ? Đây mình thì cứ để lên quanh từ 10.000 cho đến 14.000 mọi người nhé. Ở trên này thì 14 kèo không được 11 thì đến chưa là sẽ bán được 9.000 nha. Ờ, thế bây giờ bao nhiêu rồi? 810.000. 10.000 á? Vâng, vậy nhìn là xấu xấu cũng 10.000 mọi người nhé. Cái này hôm nọ chỉ được mấy nghìn thôi. Thế 10.000 chưa bán nhỉ? Không phải là nó không bán mà nó bảo là nó chưa thích bán. Lại khá nhiều rồi này.
Máy đẹp bao nhiêu rồi? Thì giá cho 13 rưỡi á. 13 rưỡi. Không mua hẳn 14 luôn thì chị. Giá 14 luôn đi để cho nó dễ rồi đấy nào. Vừa nãy người ta đang giả 13, 14 nghìn đây, 13 rưỡi. Giờ mình sẽ dạo dạo ở đây cho nào, xem mà bà con đang ra bán đây cho nào. Ở đây người ta cần lên xe nhé, lên xe là người ta cũng hàng bo đi những điểm chính người ta đóng xốp. Vâng, ở đây có một cái điểm hàng xốp mà người ta đang đóng này. Vâng, vải ở cái đoạn trên này là rất ít mọi người xem. Đây đoạn trên này không có vải này. Vâng, tí mình sẽ lui lui ra đằng ở đầu đầu đằng kia, đường ở trong khu vực của cái làng xã nhà của mình, từ chỗ ngã ba ngoài ngoài kia. Xem người ta cân giá như thế nào. Họ giá bao nhiêu cho anh? 12 à? Chú bảy nhét lắm. 12 à? Mai lên tình hình. Lên YouTube á. Vâng, và đây thì cứ chung chung khoảng 12 nghìn mọi người nhé. Xấu xấu hơn 10 nghìn, 10 nghìn nhìn rất là xấu. Còn giá vải thì so với ngày trước thì bây giờ lên gần như kiểu giống là vừa rồi từ tầm 6.000 bây giờ lên khoảng 10.000. Còn vải 10.000 vừa rồi bây giờ lên khoảng 14-15.000 mọi người nhá. Và ở đây mình chưa thấy người ta cân cao đến 15-16 mà người ta còn thấy giảm 14.000 thôi. Bán 14 nhỉ? Hay là vẫn 13 rưỡi à? 13 rưỡi. Đây mình thấy người ta mua cao nhất là 14.000 rồi mọi người ạ. Lui lui ra khu vực bên ngoài này xem một chút xem nó là mọi người nhá. Ơ anh à, vải đẹp đấy. Vâng, ở ngoài này thì có một điểm cân hàng xốp ở đây. Ở đây người ta cân lên xe thôi. Bán rồi hả anh? Và mình sẽ di chuyển một chút sang cái khu vực ở đầu chợ đằng kia mọi người nhé. Xem mọi người bán ở khu vực đầu đằng kia xem bán thế nào. Ở đây người ta cũng chỉ mua cao nhất hàng đồng xốp mình thấy mua 14.000. Thì xem mười mấy? 12.
12.000. Rồi mình sẽ xuất sang khu vực bên này mọi người nhé, xem mọi người mua bán ở cái đầu đằng bên này xem thế nào đây. Vâng, và đây đang ở chỗ chợ Tân Sơn, mình đang đi cầu Tân Sơn đây. Mình đang đi qua cái cầu này. Thế là mình ngược về đằng ra Phong Vân mọi người nhé. Thì mình đang đứng đi trên cầu đây. Và ở cái đầu ngoài này cũng có một vài điểm cân ở cái đầu ngoài này, mình sẽ ra đấy mình dừng lại một chút, mình quay để xem người ta mua ở cái đầu ngoài này có cái điểm nó còn cao không mọi người nhé. Còn ở các điểm trong kia thì người ta cân đến 14.000 thôi. Với lại ở trong ngõ, trong làng, ở trong cái đường này ra này, vừa đây mình vào trong kia thấy người ta mua đến 14-15.000 hàng Trung Quốc mọi người nhé. Mình thử xuống một lúc để xem mọi người trả giá cái điểm này xem thế nào. Các điểm này xem người ta có mua được giá không. Người vải ít thế. Vâng, vải đây ra cũng ít thôi mọi người, ở đây có những nhiều điểm cân này, đây một điểm đang cân đây này. Quay video chơi, bán bao nhiêu đây? Bán ở đâu? Ờ. 13.000. Còn mua cao nhất bao nhiêu? Vợ mình mua bán thế nào, quả đẹp. Cái của mình thì bán được bao nhiêu này em? 12 à? Rồi này 12.000 thôi mọi người ạ, vải khá là đẹp. Mình ra là mình xem nào, xem mấy sọt người ta mua cho ta xem thế nào đây. Giá bao nhiêu rồi bác? 13. 13 rồi à? Quay vải thiều. Nhà không có vải. Vợ này người ta đang giả bác cái 13.000 mà. Cũng chỉ 13. Một cao nhất 13. Cái đường này có khá nhiều vải trong đường này ra mọi người nhá, ngõ trong này có nhiều làng ở trong này, các làng trong xóm trong này thì nhiều vải. Mười ba đây. Đây người ta đang giả 13 nhưng người ta không bán mọi người nhé. Vải giờ người ta chắc là mua nhiều đâm ra thì mua rất khẩn trương, không lại sợ không đủ vải. Mình sẽ xem sọt này. Chưa bán. Ừ.
Rồi đây các bạn chỉ thấy người ta mua đến 13.000 thôi mọi người ạ. Bán bao nhiêu rồi? 11 rồi. Như thế thì mua, như thế thì 12.5. Đây mua được 13 phải không? Bán được 13 chứ? Vâng. 15 ở đâu? Vâng, đây vải đây thì có mấy điểm cân ở đây, người ta cân đến 13-14 thôi. Còn ở trên này thì toàn xe cóc mà. Xe cóc ở đây chỉ cân đến khoảng 10-11.000 đi hàng đi chợ. Mình nghe xem đây có một cái chỗ điểm xốp. Không phải điểm xốp mà điểm đóng, người ta vẫn đóng một thùng gỗ rồi, không biết là chắc là chuyển miền Nam. Bán đấy. Bao nhiêu chưa bán? Ơi. Bán vả à? Bán ở đâu? Bán ở đây. Bán ở đây nó mua cao không? 11, thế là 12 qua. Ở đây. Nhà ăn được nhiều không? Được hơn tấn rồi. Bán nhiều bằng cái đấy. Mình có vải đâu có hơn tấn bán hết. Giá cao. 8.000. Thôi đây bán nó rẻ. Mình tranh thủ bán hết thì không mệt lắm. Đấy. Vâng, ở đây người ta chỉ cần hàng xe cốc đi chợ thôi. Bán vải à? Bán bao nhiêu này đấy? 10.000. Đi chợ à? Mình đem chợ nào đi chợ đâu bán chị? Tuyên Quang á? Nhà mình đi chợ mỗi ngày mua mấy tấn thì bán được hết hả chị? Tầm 2 tấn rưỡi đến 3 tấn rồi. Ngày nào cũng thế à? Thế bán được nhiều chứ? Vậy đâu. Ngày 23 tấn thì bán được nhiều rồi. Đem đi bán lẻ hay là giao cho người ta luôn? Vừa bán lẻ giao. Tí lên luôn. Kênh ạ. Kênh Xuân Muộn TV nhá. Chỉ mua 10.000 nữa, đồng giá. Và ở đây thì được cân hàng xe chợ con đã mua đến 10.000. Và mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây mọi người nhé. Mọi người xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình về giá vải thiều khu vực Tân Sơn trong buổi sáng hôm nay. Và ở khu vực Tân Sơn buổi sáng hôm nay thì người ta mua cao những chỉ thấy 14-15.000 thôi.
kể cả trong ngõ ở trong cái bến trong kia để thấy bà con thổ ra bán cũng 14-15 nghìn. Còn hàng đi chợ người ta cũng mua đến 10 nghìn mọi người nhé. Chợ là mua là hàng cứ hàng xấu thì người ta cũng mua đến 10 nghìn. Bây giờ là giá nó cũng cao hơn so với vừa rồi khá là nhiều. Vừa rồi tầm 6 nghìn, bây giờ người ta mua 10 nghìn. Đây khu vực Tân Sơn này mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Mình sẽ di chuyển khỏi cái đoạn này, mình sẽ tắt video. Vải thì bây giờ thì không nhiều lắm mọi người nhá. Khu vực Phong Vân trên kia cũng đã mua nhiều rồi. Nên ra bà con ở trên Phong Vân thì không thổ về đây nhiều. Chỉ lác đác từng sọt người ta thổ về đây thôi. Đây rất nhiều các xe cân này. Chào em nhá. Sáng lượn được một vòng rồi. Bán vải à? Bán được bao nhiêu? Và ở đây thì có nhiều, khá là nhiều điểm cân rồi mọi người nhé. Rồi mình đi hết rồi, là mình sẽ kết thúc video tại đây. Bây giờ là 6:30 rồi.